nhất thì giống nổi này 24 tăng bảy chủ đề là tôi tắt nông ngữ. Đôi tắt nông ngữ là quan trọng để học ngôn ngữ. Tôi học tiếng Việt, tôi dạy tiếng Hàn. Trao đổi ngôn ngữ trực tuyến là quan trọng để học tiếng Việt. Tôi có nhiều đối tác ngôn ngữ. Một đối tác ngôn ngữ là nhiều Việt Nam, anh ơi, tên anh ơi là Tan. Anh ơi tên anh ơi về tên Quang Hải, Quang Hải, and then anh ơi đang sống anh ơi đang sống ở Nhật Bản, Nhật Bản anh ơi đang làm việc ở Nhật Bản rồi sang năm anh ơi muốn cô kết hôn anh ơi cô muốn mua mua nhà ở Việt Nam chúng ta cúng nhạo rồi sao sao tám sao tám anh ơi có thể sử dụng ngôn ngữ các ngôn ngữ tôn nhất anh ơi học mạnh mẽ anh ơi là học thiên an và thiên biệt thiên hành tôi muốn học bồi một đối tác ngôn ngữ nữ tặng là anh ơi là tốt phúc học sinh xin đến tôi nói về một đối tác ngôn ngữ tôi đang học tiếng Việt bằng trao đổi ngôn ngữ thực chuyển để cập đối tác ngôn ngữ tôi có thể dạy tiếng Hàn, tôi có thể học tiếng Việt. Nhưng mà tiếng Việt là cố gắng, tôi cố gắng học tiếng Việt, tôi cố gắng biết từ vựng, tôi cố gắng nghe, tôi cố gắng nói phát âm tốt nhất. Tôi sử dụng AI để học tiếng Việt and tôi có thể sử dụng AI để làm việc tôi nuôi sách rồi tôi thắt rồi trao đổi ngôn ngữ thực sự xong.
là chị dàn đối lại 28, 24 tầng phải. Chứ đây là tôi tất nó như rồi sắp sang là nó như là quan trọng từ không tài ngắp mà tôi rất tí khi sau đời chấm về sư tề này cứ nhẹ tôi xâm tâm tài là đôi khi biết sư trường sống như lặng đồ môi tư phúc tháp hồn thân tài tôi mong muốn phúc tháp với các tôi thắc các tôi thắc ở Việt Nam và ăn chân thân là anh Quang Hải đang ở Nhật Bản làm việc và tham gia vào bản giờ vào các hoạt động đoàn tết của chức chất đấy. Tôi cũng đang quan tâm đến việc mua sắm và đầu tư ở Việt Nam. Có lẽ tôi sẽ mua một căn nhà ở đó. Hà Nội thật sự rất mong mẻ và năng động. Tôi cảm thấy là hạnh phúc vì có khối. Sau tôi ứng sự tay rồi mọi trong cuộc sống. Tôi sẽ cố gắng phải chiến khi năng ngọn lửa của mình để giao tiếp tất con bồi tắc tôi tắc nước ngồi nước ngồi